Hai hai lại gặp mèo rồi nè. Đố em biết trên tay tôi là sản phẩm chính hãng này của Apple. Đúng rồi, em này là cái cốc sạc. Vậy thì còn cái này thì sao? Bao bì hơi khác nhau chút xíu nhưng mà cả hai em này đều là cốc sạc của Apple nha. Nhưng mà tại sao bao bì lại khác nhau thì phải xem hết video mới biết được. Vô. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Đầu tiên là cái điểm khác biệt nè, tác nhựa kèm với siêu nhựa. Còn cái em bên trái này đã được thay đổi hoàn toàn thành giấy nè, kể cả phần siêu cũng là bằng giấy luôn. Vậy thì tại sao Apple lại thay đổi bao bì thiết kế cho mấy em cốc này? Đơn giản thôi, nếu như mấy ông là iFan thì chắc chắn sẽ biết lý do. Còn nếu như chưa biết thì cũng không có sao hết, tôi chuẩn bị nói rồi nè. Với mục tiêu mà Apple đặt ra là trung hòa carbon vào năm 2030 nên là nhà táo đang dần cải tiến về mặt vật liệu nè, điện năng sạch và vận chuyển phát thải carbon thấp. Các sản phẩm và bao bì sản phẩm sẽ được làm bằng vật liệu tái chế và tái tạo nhiều hơn. Chẳng hạn như là Apple Watch là sản phẩm có logo carbon neutral, thể hiện đây là sản phẩm trung hòa carbon đầu tiên của Apple á. Cho nên bao bì của cốc sạc Apple có sự thay đổi là như vậy á. Rồi, tóm lại á, phiên bản cũ là tác nhựa và siêu nhựa, còn phiên bản mới là tác giấy và siêu giấy. Y tính à, thiệt ra thì hai em này chỉ khác nhau về cái bao bì thôi, chứ còn bên trong công dụng và thiết kế là y chang nhau. Đầu tiên nè, thiết kế cốc sạc Signature của Apple với công suất sạc tối đa là 20W, thiết kế trắng cực kỳ tinh tế và chỉ có đúng một cái option màu trắng duy nhất thôi. Anh em sẽ không có kiếm được một em cốc sạc chính hãng nào của Apple mà có thêm phiên bản màu xanh, đỏ, tím, vàng đâu, trừ khi là lấy bút vẽ lên hoặc là dán decal thôi. Do có hỗ trợ sạc nhanh nên là cổng output sẽ là dạng Type-C ha, mấy em lưu ý. Thông thường á, nếu như anh em muốn có cốc sạc chính hãng từ Apple thì phải bỏ ra đâu đó là 900k cho một em này. Nhưng mà tại Minh Tuấn Mobile thì anh em sẽ được mua với giá hời hơn, có thể là bằng một nửa cái số hồi nãy tôi nói thôi, hoặc là cũng có thể là rẻ hơn nếu như anh em săn được những cái điều hỏi trên livestream của Minh Tuấn. Và tổng kết lại, một em cốc sạc chính hãng đến từ Apple mà với bao bì mới bảo vệ môi trường, với bao bì thiết kế làm từ vật liệu tái chế lại giá như thế này á, thì tôi nghĩ cũng khá là hay và đáng đầu tư đó. Đặc biệt là mấy anh em mua iPhone những cái dòng sau này hết được tặng kèm cốc sạc đồ đó thì tranh thủ mua trước khi em nó trở về giá ban đầu nha, hơi chát luôn á. Bên cạnh đó nhớ like, share và subscribe trên kênh của Minh Tuấn Mobile nha. Mình là Yud, bye bye.